Ngày 16 tháng 3, nguồn tin của Báo Sài Gòn Giải Phóng online cho biết, ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa ký công văn khẩn số 801 gửi Giám đốc Công an tỉnh và Giám đốc các sở Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch đầu tư, Tài nguyên môi trường, Nông nghiệp phát triển nông thôn và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh yêu cầu rà soát, cung cấp thông tin về tài sản phục vụ yêu cầu điều tra vụ án. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận nhận được công văn số 499 ngày 7 tháng 3 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đề nghị rà soát cung cấp thông tin tài liệu về tài sản phục vụ yêu cầu điều tra với vụ án vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại khu đô thị du lịch biển Phan Thiết của Tập đoàn Trảng Đông theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 1 tháng 3 năm 2023 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với sở và địa phương có liên quan rà soát các thông tin, tài liệu về tài sản gồm bất động sản, cổ phần, phần vốn góp của các cá nhân, pháp nhân mà Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đề nghị. Trên cơ sở báo cáo của các sở ngành địa phương có liên quan, Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận tổng hợp và có văn bản cung cấp thông tin, phục vụ yêu cầu điều tra vụ án gửi trực tiếp về Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an theo quy định. Trước đó, ngày 1 tháng 3 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại khu đô thị du lịch biển Phan Thiết. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thông báo kết quả giám định tài sản phần diện tích 36 ha đất ở đô thị tại dự án là hơn 2.800 tỷ đồng, trong khi ngân sách nhà nước chỉ thu về hơn 900 tỷ đồng phần diện tích này. Phụ huynh và ngành giáo dục ở Đà Nẵng hết sức lo lắng và bức xúc khi thông tin của con em mình từ lớp trường học, tên giáo viên chủ nhiệm cho đến ngày tháng năm sinh bị các đối tượng đọc vành vách. Nghi vấn việc lộ thông tin, theo ông Nguyễn Đức Tú Anh, trưởng phòng giáo dục đào tạo quận Hải Châu cho biết, hiện đơn vị đang tổng hợp thông tin từ các trường để chuyển cho cơ quan chức năng. Vài hiệu trưởng phản ánh dịch Covid-19, một số trường đã cài app sức khỏe học đường và phụ huynh phải đăng nhập bằng số điện thoại, khai báo thông tin đầy đủ. Có trường hợp người lạ giới thiệu là nhân viên trung tâm ngoại ngữ, đứng trước cổng trường tìm cách hỏi thông tin các thành viên trong gia đình, nhất là xin thông tin email, số điện thoại của cha mẹ học sinh. Sau khi phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Đà Nẵng hướng dẫn trường học, phụ huynh từng bước về việc nhận cuộc gọi lừa đảo, đại diện Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đến hiện tại địa phương vẫn chưa ghi nhận trường hợp thiệt hại nào. Hiện đơn vị đang xác minh, điều tra, truy tố đối tượng giả danh lừa nhiều phụ huynh nói trên. Đại diện Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao nhận định, các trường thường cập nhật thông tin như họ và tên học sinh cùng số điện thoại phụ huynh phục vụ cho công tác tuyển sinh, tổng kết. Chính vì vậy, các đối tượng lừa đảo đã khai thác và lợi dụng từ nguồn này. Chiều 16 tháng 3, sau một ngày nghị án, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra phán quyết đối với 7 bị cáo vi phạm trong quy định về cho vay gây thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV. Theo đó, xét hồ sơ vụ án, các lời khai của bị cáo tại phiên tòa, lời bào chữa của các luật sư, ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo Đỗ Quốc Hùng, cựu giám đốc BIDV chi nhánh Thành Đô, 7 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cùng tội danh và là đồng phạm với bị cáo Đỗ Quốc Hùng, bị cáo Lưu Thị Bích Thủy, cựu phó giám đốc BIDV chi nhánh Thành Đô, bị phạt 5 năm 6 tháng tù. Nhóm thủ cấp gồm Nguyễn Văn Hà bị phạt 4 năm tù, Phạm Anh Tài và Lại Minh Ngọc cùng bị phạt 3 năm tù. Lê Vũ Thanh và Đỗ Xuân Khoan, cựu phó giám đốc BIDV chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh cùng bị phạt 30 tháng tù cho hưởng án treo. Tòa cấp sơ thẩm xác định bị cáo Đỗ Quốc Hùng cùng thủ cấp đã vi phạm quy định về cho vay khi thẩm định dự án Việt Hòa Kenmark do công ty Kenmark thực hiện trên khu đất hơn 46 ha tại tỉnh Hải Dương. Quá trình thẩm định hồ sơ, bị cáo Đỗ Quốc Hùng và cấp dưới đã không đánh giá đúng nguy cơ rủi ro, không đánh giá đúng năng lực của doanh nghiệp trong khi dự án không khả thi. Bị cáo Đỗ Quốc Hùng sau đó đề xuất cho công ty Kenmark vay vốn, gây thất thoát số tiền gần 181 tỷ đồng. Ông Hùng có mức độ sai phạm cao hơn các bị cáo còn lại. Ngày 16 tháng 3, đại diện Bộ Công an thông tin, thời gian qua có tới 52 địa phương bị nhiều đối tượng giả danh cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ liên hệ với các cơ quan doanh nghiệp, thậm chí đến trực tiếp để lừa đảo bán tài liệu, phương tiện, yêu cầu tổ chức các lớp tập huấn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm trục lợi. Thủ đoạn của các đối tượng thường thông qua hình thức gọi điện đến các đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp, người dân, nhất là các cơ sở kinh doanh mới đi vào hoạt động. Đối tượng giới thiệu là cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy để yêu cầu làm các giấy tờ liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy, bán sách, tài liệu, phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ giá cao hơn thị trường. Mời các cơ sở doanh nghiệp tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và yêu cầu chuyển tiền. Sau khi sách và tài liệu được gửi tới người mua qua đường bưu chính, người mua phải trả tiền trước khi nhận bưu phẩm. Tuy nhiên, người mua không thể liên lạc với số điện thoại của người gửi sau khi đã thanh toán. Ngày 16 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Tự Trị, sinh năm 1972, ngụ phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, là giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8502D để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Tuấn Dân, sinh năm 1972, ngụ xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, và Dương Văn Minh, sinh năm 1976, ngụ thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, để điều tra về hành vi đưa hối lộ. Quá trình điều tra xác định từ tháng 12 năm 2021, Lê Tự Trị là giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8502D ở thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Trong quá trình công tác từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2022, Lê Tự Trị đã có hành vi cấu kết, móc nối, thỏa thuận nhận tiền của Nguyễn Văn Tuấn Dân và Dương Văn Minh để can thiệp chỉnh sửa thông số kỹ thuật nâng chiều cao, tải trọng đối với các xe ô tô trên chương trình theo dõi từ xa của Cục Đăng kiểm Việt Nam nhằm giúp cho các chủ xe có thể đăng kiểm sai quy trình. Chiều 16 tháng 3, ông Dương Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đăng Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, suốt 2 ngày nay, chính quyền địa phương, công an xã cùng nhiều người dân trên địa bàn đã nỗ lực hỗ trợ, giúp đỡ tài xế xe container chở xoài bị tai nạn lật ở khu vực vòng xuyến tuyến quốc lộ ven biển ở thôn Trường Thanh, bốc vác, tiêu thụ và kêu gọi tiêu thụ xoài. Chiều 16 tháng 3 liên lạc qua điện thoại, tài xế NMT, 38 tuổi, quê ở Khánh Hòa cho biết xe container chở khoảng 29 tấn xoài Đài Loan xuất phát từ địa bàn An Giang khoảng 3 giờ ngày 13 tháng 3 đi ra cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn. Đến khoảng 3 giờ ngày 15 tháng 3, khi xe đến địa bàn xã Đăng Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, do gặp sương mù, chạy đường xa, xe mất lái, bị lật bên đường. Vụ tai nạn khiến tài xế T bị thương phần mềm vùng mặt, còn phương tiện bị hư hỏng nặng. Đặc biệt là hàng tấn xoài trên xe không thể tiếp tục hành trình vận chuyển ra Bắc để giao cho chủ hàng như kế hoạch. Theo tài xế T, tính đến thời điểm hơn 17 giờ 30 phút ngày 16 tháng 3, mọi người đã đến hỗ trợ giúp đỡ thu mua giải cứu được khoảng gần 19 tấn xoài. Hiện vẫn còn lại khoảng hơn 10 tấn nữa và nhiều người đang tiếp tục đến để giúp thu mua, kêu gọi bán xoài.